ship cho các bạn. Còn số lượng ít thì có thể hỗ trợ tiền ship giúp mình 10k, 20k gì đó nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đâu một hũ như nào coi, bao nhiêu, nói coi. Đấy, giờ chưa quay hả? À. Đây, hũ như này. Một hũ này á, là 5 chân nha các bạn. Là được 10 cục, nhưng mà chân này là chân cực to luôn, cực đại luôn. Không phải là chân gà ta đâu nha các bạn. Rồi, cái chân là nó bự cỡ này luôn nè các bạn. Chân rất là bự nha. Mũi chân như này rất là chất lượng luôn nha. Tắt rồi, mình tắt rồi. Nhìn rất là hấp dẫn.